Ngày hôm nay ta cùng họp ở nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt đèn. Happy birthday, happy birthday to you.
biệt chào đón toàn thể các quý vị. Chúng ta đang có mặt trong buổi giao lưu mừng sinh nhật câu lạc bộ thể dục nhịp điệu chi hội phụ nữ thôn Mỹ Hạ tròn 2 tuổi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên cho phép Thủy Ly xin gửi lời chào tới toàn thể các quý vị, lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất, và xin được chúc cho buổi tiệc sinh nhật của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay được diễn ra thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị thân mến, vậy là đã tròn 2 năm với những bộn bề lo toan của cuộc sống, những khó khăn nhọc nhằn vất vả vì dịch bệnh. Song bên cạnh đó cũng có những niềm vui, niềm hạnh phúc cùng với những đổi thay mà câu lạc bộ có được trong những năm vừa qua. Và ngày hôm nay, tất cả mọi người chúng ta cùng nhau sum họp quây quần bên nhau tại nơi này để cùng nhau nhìn lại những chuỗi ngày tháng vừa đi qua, để cùng nhau giao lưu, trò chuyện, chia sẻ với nhau về những kinh nghiệm cũng như những kết quả chúng ta đã đạt được trong các hoạt động phong trào hội phụ nữ nói chung và hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thục, thể dục, thể thao của câu lạc bộ nói riêng. Kính thưa quý vị, trong buổi giao lưu ngày hôm nay, chúng ta có sự hiện diện của các vị khách mời, ban chủ nhiệm câu lạc bộ, các chị em là những vũ công xinh đẹp và toàn thể nhân dân trong và ngoài thôn Mỹ Hạ. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu. Về phía xã xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Quân, thường vụ đảng ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã, trưởng ban tuyên giáo đảng ủy. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, tiếp theo ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Tạ Thị Hoài, phó chủ tịch hội liên hiệp phụ xã, hội liên hiệp phụ nữ xã. Xin quý vị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, tiếp theo ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Ba, phó chỉ huy quân sự xã. Đề nghị quý vị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Vâng, tiếp theo ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu bà Hoàng Thị Hương, cán bộ văn phòng đảng ủy. Đề nghị quý vị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Bên cạnh đó, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ban giám hiệu cùng các cô giáo trường mầm non Yên Phú. Đề nghị quý vị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Các bà trong ban thường vụ hội liên hiệp phụ nữ xã, đề nghị quý vị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, về phía thôn, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Cao, bí thư chi bộ, trưởng thôn cùng các ông bà trong ban chỉ huy, ban lãnh đạo thôn Mỹ Hạ và các ông bà là chi hội trưởng các ngành, đoàn thể trong thôn cùng sư thầy chủ trì chùa Phúc Tân thôn Mỹ Hạ đã về tham dự. Đề nghị quý vị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía chi hội phụ nữ thôn và các câu lạc bộ trong và ngoài xã, xin trân trọng giới thiệu bà Vũ Thị Linh, phó bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng hội phụ nữ thôn Mỹ Hạ. Đề nghị quý vị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu bà Vũ Thị Phê, chủ nhiệm câu lạc bộ cùng các chị trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục nhịp điệu chi hội phụ nữ thôn Mỹ Hạ. Xin quý vị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Vâng, tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu ban chủ nhiệm các câu lạc bộ khiêu vũ thể thao và câu lạc bộ người cao tuổi, câu lạc bộ tâm năng thôn Mỹ Hạ, câu lạc bộ Bình Phú 1, câu lạc bộ Bình Phú 2, câu lạc bộ thôn Từ Hồ, câu lạc bộ thôn Mễ Thượng, câu lạc bộ thôn Từ Tây, câu lạc bộ thôn Lại Trạch, câu lạc bộ thôn Tân Phú, xã Yên Phú, câu lạc bộ thôn Khóa Như 1, xã Yên Hòa, câu lạc bộ trung tâm thôn Đại Hạnh, xã Hòa Nông. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, thưa quý vị thân mến, và trong buổi giao lưu ngày hôm nay còn có sự hiện diện của gần 300 vũ công đến từ 12 câu lạc bộ khiêu vũ thể thao trong và ngoài xã cùng toàn thể nhân dân đã đến động viên cổ vũ cho buổi giao lưu ngày hôm nay. Đề nghị quý vị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Dạ vâng, thưa quý vị thân mến, và chương trình đêm giao lưu khiêu vũ thể thao mừng sinh nhật tròn 2 tuổi của câu lạc bộ thể dục nhịp điệu chi hội phụ nữ thôn Mỹ Hạ gồm các nội dung sau: 1. Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 2. Khai mạc đêm giao lưu; 3. Tặng hoa chúc mừng; 4. Cắt bánh sinh nhật; 5. Chương trình giao lưu khiêu vũ thể thao; 6. Kết thúc chương trình. Và tiếp ngay sau đây chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bà Vũ Thị Linh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Mỹ Hạ lên khai mạc buổi giao lưu mừng sinh nhật ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bà. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các vũ công và toàn thể nhân dân, trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, chào mừng đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025,
và hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 1930, 20 tháng 10 2022. Hôm nay được sự nhất trí của ban chi ủy, ban lãnh đạo thôn, chi hội phụ nữ thôn Mễ Hạ, câu lạc bộ thể dục nhịp điệu chi hội phụ nữ thôn Mễ Hạ tổ chức giao lưu khiêu vũ thể thao mừng câu lạc bộ tròn 2 tuổi. Thay mặt ban tổ chức chương trình xin nồng nhiệt chào đón các vị đại biểu khách quý, 12 câu lạc bộ trong và ngoài xã và toàn thể nhân dân đã về dự, chỉ đạo, động viên, cổ vũ buổi giao lưu hôm nay. Chúc quý vị đại biểu, các vũ công và toàn thể nhân dân mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc đêm giao lưu mừng sinh nhật lần thứ 2 của câu lạc bộ khiêu vũ thể thao chi hội phụ nữ thôn Mễ Hạ thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các vũ công và toàn thể nhân dân, những năm qua, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các cấp hội phụ nữ được quan tâm, tổ chức có hiệu quả và thu hút được nhiều chị em tham gia. Thành lập năm 2020, mặc dù trải qua 2 năm dịch Covid diễn biến phức tạp, song câu lạc bộ vẫn duy trì và phát triển, thu hút thêm nhiều thành viên tham gia. Điều đó chính là động lực để ban chủ nhiệm câu lạc bộ tiếp tục động viên và thu hút thành viên tổ chức thêm nhiều hoạt động giao lưu nhằm tạo sân chơi cho chị em. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các chị em và toàn thể nhân dân, dân vũ thể thao là môn thể thao kết hợp hài hòa giữa nhạc điệu cùng các động tác uyển chuyển, duyên dáng, sôi động, đẹp mắt và cuốn hút, nên được nhiều chị em yêu thích và lựa chọn để luyện tập, vừa để duy trì sức khỏe, vừa để giao lưu, kết nối, qua đó cùng nhau có cố gắng phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc. Những điệu nhảy đơn giản mà không kém phần cuốn hút, không chỉ mang lại sức khỏe mà còn tạo sự thoải mái về tinh thần, giúp chị em tự tin hơn vào bản thân, xua tan những căng thẳng mệt mỏi sau một ngày lao động. Buổi giao lưu mừng sinh nhật câu lạc bộ tròn 2 tuổi ngày hôm nay là sân chơi lành mạnh, bổ ích, nhằm khuyến khích động viên chị em phụ nữ tích cực luyện tập, tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe, tinh thần theo gương Bác Hồ vĩ đại. Bên cạnh đó, sân chơi hôm nay cũng là để chị em các câu lạc bộ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, đồng thời cũng thúc đẩy hơn nữa phong trào rèn luyện sức khỏe để lập nghiệp và xây dựng quê hương. Thông qua sân chơi nhằm nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết tập thể của chị em trong các câu lạc bộ dân vũ thể thao. Với ý nghĩa đó, thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc đêm giao lưu khiêu vũ thể thao mừng sinh nhật tròn 2 tuổi của câu lạc bộ khiêu vũ thể thao thôn Mễ Hạ. Xin kính chúc các vị đại biểu, các vũ công cùng toàn thể nhân dân sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc đêm giao lưu thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Sơn Lô xin cảm ơn bà chị hội trưởng hội phụ nữ rất nhiều. Và thưa quý vị thân mến, rất vui mừng khi trong buổi giao lưu ngày hôm nay được chào đón các đồng chí lãnh đạo xã và thôn về dự, chỉ đạo, động viên và cổ vũ. Và ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bà Đào Thị Kim Anh, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, thay mặt đại biểu của xã có hoa và quà đến chúc mừng cho câu lạc bộ. Xin được trân trọng kính mời. Và xin mời bà Vũ Thị Linh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn và ban chủ nhiệm câu lạc bộ lên nhận hoa và quà chúc mừng. Trân trọng kính mời ạ. Dạ vâng, và xin thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau nồng một tràng vỗ tay thật nhiệt để cùng chúc mừng. Dạ vâng, cảm ơn bà rất nhiều ạ. Và xin mời bà Linh và ban chủ nhiệm câu lạc bộ đón lại sân khấu để nhận hoa và quà. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Minh Cao, bí thư chi bộ, trưởng thôn, thay mặt các đồng chí cấp ủy chi bộ, ban lãnh đạo thôn, ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể trong thôn lên tặng hoa và quà cho câu lạc bộ. Xin được trân trọng kính mời ông. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đồng một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng. Vâng ạ, cảm ơn ông rất nhiều. Xin cảm ơn bà Vũ Thị Linh. Xin được trân trọng kính mời ban chủ nhiệm câu lạc bộ tiếp tục dán lại sân khấu để nhận hoa và quà của các câu lạc bộ và các tổ chức cá nhân. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ban chủ nhiệm các câu lạc bộ hội dưỡng sinh người cao tuổi thôn Mễ Hạ, ban chỉ huy
người cao tuổi thôn Mễ Hạ, sư thầy chủ trì chùa Phúc Tân thôn Mễ Hạ, câu lạc bộ dân vũ thôn Bình Phú 1, câu lạc bộ thôn Bình Phú 2, câu lạc bộ thôn Từ Hồ, câu lạc bộ thôn Mễ Thượng, câu lạc bộ thôn Từ Tây, câu lạc bộ thôn Lại Trạch, câu lạc bộ thôn Tân Phú xã Yên Phú, câu lạc bộ trung tâm xã Hoàn Long, câu lạc bộ thôn Hoàng Nhung 1 xã Yên Hòa nên tặng hoa và quà chúc mừng. Vâng, xin mời các nhóm giáo viên mầm non ạ. Vâng, xin mời các quý vị chúng ta có tên trong danh sách sẽ cùng trở lại sân khấu. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, quý vị ơi, một trường vô tay thân lớn để cùng chúc mừng được không ạ? Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của các câu lạc bộ trong và ngoài xã rất nhiều ạ. Trân trọng cảm ơn. Dạ vâng ạ, xin mời nhiếp ảnh ra. Và nhóm quay phim sẽ cùng giúp ban tổ chức chúng tôi nên là những khoảnh khắc hết sức là tuyệt vời này ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Vâng, tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu và kính mời các ông bà là những cá nhân trong thôn nhiều văn nghệ, thể thao cũng có hoa và quà chúc mừng câu lạc bộ. Xin được trân trọng kính mời. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được trân trọng kính mời gia đình anh chị Hà Yến, gia đình anh chị Hiền Diệp, bà Hiu, xóm Thành Công, gia đình bà Phong Miếu, gia đình ông Xoài Huyên, gia đình ông Lê Duy, Bảo Anh, gia đình ông Hoàng Vân, gia đình ông Cao Ngạn, gia đình ông Nguyễn Phương, bên tổ an ninh. Xin mời gia đình anh chị Hiến Quỳnh, xin mời gia đình ông Trần Văn Kính, xin mời gia đình anh Minh Thành, xin mời gia đình anh chị Nhung Cường và xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hiện diện trở lại sân khấu ngay lúc này. Và xin mời ban giám hiệu trường mầm non Yên Phú. Vâng, xin mời các cá nhân tập thể có tên trong danh sách chúng ta sẽ cùng hiện diện trở lại sân khấu ngay giờ phút này để cùng dành tặng những đóa hoa tươi thắm và những tình cảm hết sức là tươi đẹp sẽ đến cho câu lạc bộ thể dục nhịp điệu hội phụ nữ thôn Mễ Hạ trong buổi sinh nhật lần thứ 2 ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn những tình cảm vô cùng yêu quý của toàn thể quý vị rất nhiều. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời đội bóng chuyền thôn Mễ Hạ. Và ban giám hiệu trường mầm non Yên Phú, chúng ta sẽ cùng hiện diện trở lại sân khấu ạ. Và quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng nhau lên từ một trận bóng tay thật lớn để cùng chúc mừng được không ạ? Cảm ơn quý vị. Dạ vâng ạ, trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Gia đình ông bà Sài Huyên, gia đình ông bà Hoàng Vân, gia đình ông bà Cao Ngạc. Xin được trân trọng giới thiệu gia đình nhà ông bà Vui Chào sẽ cùng hiện diện trở lại sân khấu ạ. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, trân trọng cảm ơn tình cảm hết sức là thiêng liêng này ạ. Một trường vòng tay thật lớn để cùng chúc mừng được quý vị. Xin mời chị Mai Nguyễn sẽ hiện diện trở về sân khấu để cùng có chiếc bánh sinh nhật vô cùng đáng yêu dành tới cho ngày sinh nhật của hội thể dục nhịp điệu hội phụ nữ thôn Mễ Hạ lần thứ 2 ngày hôm nay ạ. Một trường vỗ tay thật lớn ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, thay mặt ban tổ chức chương trình xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các câu lạc bộ và các tổ chức cá nhân đã có hoa và quà chúc mừng sinh nhật câu lạc bộ ngày hôm nay. Và đêm giao lưu mừng sinh nhật câu lạc bộ tròn 2 tuổi chính thức được bắt đầu. Và xin được trân trọng kính mời các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân và các vũ công, chúng ta sẽ cùng hát và nhảy chung vui câu lạc bộ thể dục nhịp điệu thôn Mễ Hạ bài hát khúc hát mừng sinh nhật. Ngày hôm nay ta cùng họp ở nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật.
hai ba tắt cùi thôi tắt đèn. Happy birthday, happy birthday to you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cảm ơn sự đồng ý của tất cả quý vị rất rất nhiều. Cảm ơn quý vị ạ. Chỉ một chiều
quên đi. Nụ hôn ta trao đến nhau sao đành phai mong, để em cô đơn mãi đây sao người hờ. Người quên đi tình yêu xưa đã hẹn thề, ngày nào ta trao đến nhau bao lời yêu thương, cầm tay anh em ước mơ không rời xa nhau. Tình yêu ta như ánh trăng sao ở trên trời, như đôi chim em bay đi khắp phương nào. Vì sao anh đi chắc nói em người ơi, chắc nói em người ơi, làm sao em quên những tháng năm ta đã mặn nồng. Người vô tâm lãng quên đâu hề nghĩ xuyên, tim em nhói đau khi nghĩ đến em. Giờ quên đi, nụ hôn ta trao đến nhau sao đành phai mong, để em cô đơn mãi đây sao người hững hờ. Người quên đi tình yêu xưa đã hẹn thề, ngày nào ta trao đến nhau bao lời yêu thương, cầm tay anh em ước mơ không rời xa nhau. Tình yêu ta như ánh trăng sao ở trên trời, như đôi chim em bay đi khắp phương nào. Vì sao anh đi chắc nói dân quê tôi khi xưa bàn bạc cho đất nước.
xa xôi ấy, anh quên em như quên cánh hoa.
đến bên em. Giáng sinh tuyệt vời, xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em yêu xuân, mang hạnh phúc cho đời. Nhớ nhé em yêu, mang say đắm cho đời, khi về đừng quên nghe em. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng, chỉ giống gió xuân nồng cháy, người cho môi em ngỡ ngàng, người đến cho tình anh chợt mới, muôn hoa thuần thơ. Xuân đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời, xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em yêu xuân, mang hạnh phúc cho đời. Nhớ nghe em yêu, mang say đắm cho đời, khi về đừng quên nghe em. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng, chiều xuống gió xuân nồng cháy, người cho môi em ngỡ ngàng, người đến cho tình anh chợt mới, muôn hoa thuần thơ. Yeah.
luôn có em bám
và ngăn tủ đời tranh đâu đẹp thắm hoa đồng quê. Khi tiếng hô đông tranh vang thành đô đình công bãi thì đôi áo cơm tự do là luôn có em giữa dòng người cầm thủ cùng tiến bước và cất cao lời ca. À, ta chào mùa xuân đồng quê bừng khí thế. À, ta chào mùa xuân thành phố diệt mỹ nghệ. Hai chúng ta từ trên hai trận tuyến cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Sáng người cờ sao quê thắm lấp lánh
dân gạo nhiều để đánh Mỹ, sóng bom bo sẵn có cối chảy cây, người bom bo sẵn có đôi bàn tay với tình yêu nước và thù giặc ngày ngày. Cắt cùng cùng, cắt cùng cùng, cắt cùng cùng cùng, cắt cùng cùng, cắt cùng cùng, cắt cùng cùng cùng. Tiếng cười vui đầy núi đêm vắng vẻ, có ai đi về phía những hàng cây, mời vô đây cùng nghe khúc nhạc hay, khúc nhạc đêm nay dùng nhịp đếm bằng chay. Đuốc gần tan nhịp càng thêm rắn rỏi, bóng trăng lên vừa khói đinh đồi cây, người chưa ngơi đã sẵn có người thay, gói gạo với đi và rồi gạo lại đầy. Hoa thôn thương nắng
đóa môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vân tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Rừng xuân ơi xin lặng gió heo may, để chim muông quay về với muôn cây. Tình xuân ơi xin dệt nỗi yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Này gió hay cuốn từng lá rơi, và nắng hay chiếu màu thắm tươi. Cùng những tiếng hát tiếng nhạc dân chơi vơi, dịu hồn ta say trong tiếng cười. Xuân đã đến bên tôi, giáng sinh tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng tôi vui xuân. Thank you.
hôm nào em còn thơ ngây, bước trên con đường quen thuộc cây trường. Thế nhưng bây giờ em đã khôn lớn và đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Từng nhịp theo bước chân em tung tăng hát ca trên con phố này, để một người mỗi mai thân thờ bao ngày ngày đợi chờ bóng. Chờ bóng ai 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 ai, mắt này ơi xin đừng đi nhé em, mắt này ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có qua đi, có những phong ba tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt này ơi xin đừng đi cha cha, hát vang lên ô la la cha cha. Nào ta cùng bước cha cha cha, nào ta cùng hát cha cha cha. Phòng ba tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt này ơi xin đừng đi cha cha, hát vang lên ô la la cha cha. Nào ta cùng bước cha cha cha, nào ta cùng hát cha cha cha. Trao đến nhau bao lời yêu thương, cầm tay anh em ước mơ không rời.
Em sẽ yêu mãi anh thôi, yêu đến muôn kiếp
Vâng, xin mời thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng trở lại sân khấu cùng lên bánh khảnh khắc rất tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Quên đi Chúa phù sa, Chúa sai người muốn bên người, sánh đôi người. Nên tôi sẽ thấy một giấc mơ thật thật anh hay nói, nó mình cũng chỉ từ nay thôi. Let the sun make me boy, mà hơi màu xanh người hay nói, sẽ chỉ cần em từ nay thôi. Mùi hương em màu xanh, có chút mặt chi đi, họ không mặt chưa đôi ta đi, chiều nào lòng vẫn không đi. Mùi hương em màu xanh, hãy để em bên em, chờ sao mà quá vui em, chờ sao mà quá vui em. Mùi hương em màu xanh, chui lướt chui lướt chui lướt ơi, mùi hương em màu xanh. In the house with girl.